Cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video tô mỏ. Nếu các bạn thấy video này hay thì ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video tô mỏ. Nếu các bạn thấy video này hay, ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.